Xin chào quý phụ huynh và các bạn học sinh sinh viên thân mến. Tôi tên là Nguyễn Thiên Thanh, là đại diện tuyển sinh của hệ thống cao đẳng cộng đồng San Mateo of Silicon Valley, Hoa Kỳ tại Việt Nam. Hôm nay rất hân hạnh được giới thiệu với quý phụ huynh và các bạn học sinh sinh viên về hệ thống trường của chúng tôi. Đầu tiên tôi xin giới thiệu với quý phụ huynh và các bạn học sinh sinh viên về hệ thống giáo dục rất là điển hình của Mỹ, đó là hệ thống cao đẳng cộng đồng. Theo thống kê thì khoảng 2/3 sinh viên Mỹ đã theo học cái hệ thống này trước khi mà họ tốt nghiệp cấp bậc cử nhân. Hệ thống cao đẳng cộng đồng thì là hệ thống công lập và họ dạy 2 năm đầu, năm nhất, năm 2 một cách đại cương, và sau đó kể từ năm 3, năm 4 thì các bạn sinh viên sẽ học liên thông, liên kết lên bậc đại học. Khi nói về hệ thống cao đẳng cộng đồng thì chúng ta có thể nhắc tới 5 cái ưu điểm nổi trội mà hệ thống này sẽ đem lại cho các bạn sinh viên, nhất là các bạn sinh viên quốc tế. Có thể kể đến đầu tiên đó là đầu vào rất là dễ dàng. Với hệ thống cao đẳng cộng đồng thì các bạn học sinh sẽ không phải thi các kỳ thi tuyển sinh quốc tế mà các bạn rất là lo sợ, ví dụ như là SAT, hoặc là các bạn sẽ không phải xếp hàng chờ chỗ, không phải phỏng vấn, không phải viết luận. Và đầu vào Anh ngữ thì thường dễ dàng hơn là vào thẳng năm nhất đại học. Cụ thể như hệ thống cao đẳng cộng đồng San Mateo of Silicon Valley của chúng tôi thì đầu vào IELTS thì khoảng 5.5 và TOEFL tương đương. Có thể nói là đây là một cái cửa rất là rộng mở để chào đón các bạn sinh viên quốc tế. Điểm thứ hai có thể nhắc tới là học phí rất là ưu tiên cho các bạn sinh viên quốc tế, bởi vì hệ thống cao đẳng cộng đồng thì đã được trợ giá bởi chính phủ Mỹ, cho nên là các bạn sẽ được hưởng một cái mức học phí khá là dễ chịu. Như vậy là các quý phụ huynh có thể tiết kiệm được 2 năm đầu tiên để mà dành cái phần học phí này cho các em nhiều hơn ở năm 3, năm 4. Điểm thứ ba có thể kể tới đó là một sự chuẩn bị dài lâu và kỹ càng. Ở bậc cao đẳng thì các bạn học sinh, sinh viên đến từ các quốc gia như Việt Nam chúng ta thì thường sẽ có một cái cách học thụ động. Thì với cái lớp học nhỏ, các giáo sư sẽ có sự quan tâm chăm sóc tới từng cá nhân dễ dàng hơn. Cho nên là các em sinh viên quốc tế đến học cao đẳng cộng đồng thì sẽ có sự chuẩn bị kỹ càng cho việc học, để mà ở năm 3, năm 4 các em sẽ thật sự vượt bậc. Điểm thứ tư có thể kể đến là khi học ở bậc cao đẳng cộng đồng, các bạn sẽ có một cuộc sống sinh viên thật là toàn diện. Các bạn sẽ có thời gian trải nghiệm cuộc sống ở bên Mỹ nhiều hơn, các bạn có nhiều thời gian để mà tham gia những cái câu lạc bộ, đoàn thể, đội nhóm. Thì với cái sự chăm sóc của trường cao đẳng cộng đồng rất là gần gũi các bạn sinh viên quốc tế thì các bạn sẽ có điều kiện để mà trở thành những cái bạn sinh viên toàn diện theo cách nhìn của người Mỹ. Và cuối cùng có thể kể đến là với cái sự linh hoạt trong cái việc chọn tín chỉ thì ở 2 năm cao đẳng này các bạn thay đổi ngành học rất là dễ dàng. Vì vậy các bạn có cơ hội trải nghiệm xem là mình có thích hợp với cái nghề mà mình đã chọn ở Việt Nam hay không. Để mà khi các bạn vào năm 3 chính thức và chọn nghề nghiệp trong tương lai thì các bạn sẽ chính xác là các bạn chọn được cái ngành nghề mà các bạn mong muốn. Đó là 5 điểm mọi người có thể cân nhắc. Cao đẳng cộng đồng và đại học thật ra là một cái chương trình có sự liên kết và rất là giống nhau. Giáo trình của năm nhất và năm 2 của cao đẳng cộng đồng hoàn toàn là giáo trình của năm nhất và năm 2 bậc đại học. Các giáo sư của cao đẳng cộng đồng hoàn toàn có bằng cấp tương đương. Sự khác biệt duy nhất trong sự giảng dạy chỉ là lớp học nhỏ và cái mức độ quan tâm nhiều hơn ở bậc cao đẳng cộng đồng. Thời gian học linh hoạt hơn và những cái sự chăm sóc cho sinh viên quốc tế thì nhiều hơn. Một điểm khác nhau nữa có thể kể đến đó là ở bậc cao đẳng cộng đồng thì các bạn sẽ có nhiều cơ hội để đi thực tập hơn là các bạn học hoàn toàn 4 năm ở bậc cử nhân. Nói cụ thể hơn là ở cuối năm nhất ở bậc cao đẳng cộng đồng các bạn sẽ có cơ hội để đi thực tập một lần, và ở cuối năm 2 là một lần nữa. Như vậy nếu các bạn ra trường 4 năm mà trải qua cao đẳng cộng đồng thì tổng số lần thực tập các bạn có thể thực hiện được ở Hoa Kỳ là 3 lần, tức là 2 lần ở cao đẳng cộng đồng và 1 lần ở cuối chương trình ở năm 4 đại học. Hệ thống cao đẳng cộng đồng San Mateo of Silicon Valley là một hệ thống cao đẳng công lập nằm tại phía Bắc California, Hoa Kỳ. Hệ thống thì gồm có 3 cơ sở. Cơ sở Skyline nằm tại phía Bắc của California gần sân bay quốc tế San Francisco. Cơ sở thứ hai thì nằm gần thung lũng Silicon, là khu vực tập trung những cái công ty hàng đầu thế giới về truyền thông, về kỹ thuật máy tính và công nghệ hàng đầu trên thế giới. Cơ sở thứ ba của chúng tôi thì có tên trùng với là tên của toàn hệ thống, cơ sở San Mateo, thì nằm ở giữa hai cơ sở trên. Và cơ sở San Mateo thì nằm tại khu vực của trường đại học Stanford nổi tiếng trên các bảng xếp hạng uy tín trên thế giới.
Vậy tại sao sinh viên quốc tế đang rất quan tâm tới hệ thống cao đẳng cộng đồng Samatel của chúng tôi? Với thời điểm hiện tại cũng như toàn hệ thống cao đẳng cộng đồng tại Hoa Kỳ thì điểm đầu vào của hệ thống chúng tôi rất là ưu đãi cho sinh viên quốc tế. Cụ thể như là điểm IELTS thì đang yêu cầu là 5.5 và điểm TOEFL thì tương đương. Các bạn học sinh sẽ không phải nộp các cái điểm gì khác ngoài điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, chỉ cần ở mức điểm khá. Các bạn cũng không phải viết luận hay là xếp hàng chờ chỗ, cũng như là không phải thi SAT. Ngoài ra thì học phí của chúng tôi hiện tại cũng rất là ưu đãi cho sinh viên quốc tế với chính sách trợ giá của tiểu bang California. Mức học phí của năm 2019 đang là 5.784 đô la Mỹ cho một năm học. Tổng chi phí mà quý vị phụ huynh có thể phải chuẩn bị cho một năm đầu tiên là khoảng 23.900. Đó là bao gồm tiền học, tiền bảo hiểm, tiền phí ghi danh và những cái phí khác, ví dụ như là phí sách vở, phí ở homestay và những cái phí đi lại vui chơi khác của học sinh. Điểm cuối cùng là chúng tôi có những phần học bổng dành riêng cho học sinh Việt Nam. Cụ thể là các bạn có thể đăng ký hai cái học bổng, đó là học bổng về học lực là dành cho những bạn thuộc top có điểm cao của năm đó, và một học bổng là dành cho các bạn có tài năng và năng khiếu. Với học bổng tài năng và năng khiếu thì điểm học lực không phải là điểm xét quan trọng. Các bạn có thể nộp vào học bổng này khi các bạn có bất kỳ một cái tài năng hoặc năng khiếu sở trường nào đặc biệt, ví dụ như là thể dục thể thao, ca múa, nhạc họa, các bạn đều có thể mạnh dạn nộp vào cái học bổng tài năng và năng khiếu này. Nếu các bạn sinh viên học đúng lộ trình và đạt được số điểm sàn bằng với những cái số điểm sàn đã được ký trong các cái thỏa thuận liên kết liên thông của hệ thống chúng tôi và những trường đại học thì các bạn sẽ được chuyển tiếp lên năm 3, năm 4 một cách rất là dễ dàng. Với những cái trường khác nhau thì số điểm này sẽ là khác nhau. Ví dụ như với đại học UC Davis, điểm sàn sẽ là 3.2/4. Một thống kê của hệ thống đại học công lập California là UC thì trong những năm vừa qua tỷ lệ họ nhận sinh viên quốc tế thông qua chương trình liên kết cao đẳng cộng đồng lên tới 75-95%. Số liệu trên đã cho quý vị thấy được tỷ lệ cao như thế nào khi mà các bạn đi qua chương trình liên kết như vậy. Để hỗ trợ cho sinh viên quốc tế hoàn thành tốt chương trình cao đẳng cộng đồng và có thể thực hiện được ước mơ chuyển tiếp vào những trường đại học uy tín của Hoa Kỳ cũng như là những trường đại học uy tín trên thế giới thì hệ thống cao đẳng cộng đồng Samatel của chúng tôi luôn luôn quan tâm tới vấn đề liên thông và liên kết. Ngay từ những ngày đầu tiên các bạn sinh viên đặt chân tới trường, các bạn đã được làm việc với lại những tư vấn viên hướng nghiệp, và kể từ những cái ngày đầu tiên như thế cho đến ngày cuối cùng của năm 2, các bạn sẽ luôn được làm việc với những thầy cô này tại văn phòng liên thông của chúng tôi. Văn phòng này đặt tại các cơ sở của trường, và những sinh viên càng gần ngày ra trường thì các bạn sẽ làm việc với những giáo sư, thầy cô đến trực tiếp từ những trường đại học để giúp các bạn hoàn thiện bộ hồ sơ chuyển tiếp. Các bạn sẽ được luôn theo sát trong suốt quá trình 2 năm học nhằm để các bạn đạt được đủ số điểm, số tín chỉ cũng như những cái điểm hoạt động ngoại khóa phù hợp theo từng cái chương trình mà các bạn mong muốn.